Rồi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ fpforsa.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cái tút ngắn 1 phút 30 giây thôi, kéo dài chân ha. Rồi, với Photoshop thì thực tế nó rất là đơn giản thôi ha. Thì ở đây ví dụ như là hình của một đứa bạn của mình đi, trong đợt đi vừa rồi đi nguyên một nhóm bạn luôn. Thì ok, thì các bạn có thể thấy là chân hơi ngắn chút xíu. Thì bây giờ chúng ta sẽ cần kéo dài. Nhưng mà mình cần nhắc với các bạn một điều, kéo ít thôi. Ok, mình hiểu ai cũng muốn chân dài cả, nhưng mà kéo thì kéo ít thôi, không nhìn dị lắm. Rồi, công việc của chúng ta như sau này. Các bạn sẽ chọn cái công cụ là Rectangular Marquee Tool, Rectangular Marquee Tool, phím tắt là phím M, các bạn click M cũng được. Rồi, sau đó các bạn sẽ chọn vùng cho mình tương tự như thế này. Các bạn có thể thấy này, cái vị trí mình đang chọn vùng này có hai cái nguyên tắc. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ cần phải lấy cái khu vực mà ở phía đùi trên, đừng lấy ở đùi dưới, kẻo không lúc mà chúng ta kéo dài ra nhìn nó tỷ lệ không cân đối, thì chúng ta sẽ lấy ở cái phần mà đùi trên ha, ví dụ ngang tầm đùi trên, ví dụ vậy. Rồi các bạn kéo hẳn xuống phía dưới. Rồi cái lưu ý thứ hai là chúng ta nên tránh những cái vị trí mà nó có thể gây bị kéo dài, bởi vì chúng ta kéo dài ra mà nó giãn ra thì nơi nào có nhiều chi tiết nhỏ quá chúng ta bỏ qua ha. Thì ở đây cái hình này thì nhiều chi tiết nhỏ nhỏ mình không nói làm gì, tuy nhiên ở đây các bạn thể để ý này, khi mình kéo này các bạn nên tránh cái phần chóp này ra. Các bạn để ý không, cái phần chóp này đó, để ở cái khu vực này nó hơi liền chút xíu, có nhiều cái chi tiết mà nó gần gần giống như nhau thì chúng ta kéo giãn ra nó không bị phát hiện. Ok, các bạn hiểu ý mình không? Ví dụ như là trường hợp các bạn bị kéo thấp quá như thế này chẳng hạn, vậy nó dính vô đây thì các bạn sẽ chỉ cần đưa chuột tới đây thôi, các bạn click đưa lên trên chút xíu đó, đưa qua rồi vậy là được rồi. Sau đó các bạn cũng chọn cái này, đè phím shift và chúng ta kéo chọn thêm ở dưới này cho nó hết, ok ha. Sau đó các bạn sẽ vào edit, chọn free transform giúp mình, Free Transform đây, hoặc là phím tắt là Ctrl T, phía trên Mac là Command T, click cái là được rồi. Sau đó các bạn sẽ kéo đưa chuột ngay phía dưới này, các bạn đưa chuột kéo click và kéo xuống. Ví dụ như nếu như các bạn đang sử dụng phiên bản CC 2017 trở xuống, các bạn chỉ cần click kéo xuống thôi. Còn từ CC 2018 trở lên thì các bạn sẽ phải giữ thêm phím Shift để chúng ta kéo xuống. Đại khái là các bạn để ý chúng ta kéo xuống thì đừng có để nó giãn cả chiều ngang, mà chúng ta chỉ muốn kéo chiều dài thôi để cho kích thước nó dài xuống ha. Thì đây mình đang sử dụng CC 2019 cho nên mình sẽ giữ phím shift mình kéo xuống. Rồi, giữ phím shift kéo xuống như thế này. Như mình nói đó, ít thôi ha, ít thôi. Đó, ví dụ như là đang ở đây đúng không? Mình tăng lên tầm này, đó và chúng ta enter. Và sau đó các bạn có thể bỏ cái vùng chọn đi bằng phím là Ctrl D, Ctrl D đó, hoặc là deselect thôi. Các bạn vào select và chọn là deselect thì Ctrl D thì đó là xong, đơn giản đúng không, ngắn gọn vậy thôi. Thì nếu như đây lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên kéo xuống xíu nhớ subscribe đăng ký, và hãy comment cho mình biết là ở cái video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nhé. Nếu như là làm về plain màu thì mình hy vọng là anh em sẽ cho mình cái ảnh raw hoặc là cái ảnh mẫu các bạn muốn nó tiếp theo ha. Ok, chào các bạn.